Chào các bạn, mình là Linh đây. Hôm nay mình có đăng một cái test tham khảo anh em thích tựa game nào hơn. Thì rất là nhiều anh em đa số là chọn về Truy Kích này, Minecraft. Một cái game mà mình nghĩ là méo thế nào bắn nổi đó chính là CSGO. Nhưng tất nhiên rồi, mình sẽ theo ý đông của anh em. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với Free Fire. Ôi, đáng lý ra là mình cũng không muốn chơi đâu. Nhưng mà tại anh em chê mình ngu quá mà đang trong danh nghĩa là một game thủ truy kích, pro gamer truy kích nhưng mà lại bắn không thắng được ván nào. Nên hôm nay mình quyết định quay lại để phục thù rửa hận. Hiện tại là mình đã chơi một con nhân vật nhìn nó xịn sò hơn. Anh em bảo chơi con nhân vật trước nhìn nó hợm quá làm anh em sợ. Này, tính ra đây là cái món quà mà ao ước của bao nhiêu anh em trong kỳ nghỉ Giáng sinh không? Đấy, anh em thấy mình có tâm lý không? Quà này trao tận tay, dây tận vú thì mình hỏi luôn. Quả súng này chính ra là mạnh nhỉ, nó ít đạn đấy. Nhưng mà được cái là bắn sát thương to. Này, có thằng nốc này. Nó không biết mình ở đây. Cứu. Ôi, yếu lắm rồi bạn ơi, yếu lắm rồi. Lên đi bạn. Này mà công nhận cái quà này ấy, địch thì không nhìn thấy đâu. Nhưng mà mình thấy địch ở gần lắm. Mà lại còn to tròn nữa cơ. Ôi, tâm hồn to tròn đấy các bạn. Ôi, làm việc nốt đi, mình bắn yếu lắm rồi. Ôi, tôi nốc mẹ rồi. Ôi, thằng đồng đội mình. Nó vẫn ở trên đấy thôi anh em, kiểu gì nó ra nậu. À đây. Nào, định gạt giò bạn tao. Cái gì cơ anh em thấy không? Game thủ truy kích phải khác. Rồi bây giờ còn một nữa anh em, còn một nữa, team mình còn hai. Đây thì cứ đi lanh quanh đi cẩn thận thôi. Các bạn đoạn đầu thì anh em đánh thoảng đấy, thắng ngay, trời ơi. Khởi đầu như dễ dàng. Để trước mặt anh em cũng là một tâm hồn to tròn khác. Rất nhiều anh em hỏi mình là tại sao anh không chơi chế độ sinh tồn. Thì cũng tâm sự với anh em luôn là lâu lâu rồi mình mới chơi lại Free Fire. Mà thực ra đây là lần thứ hai mình chơi thôi. Nên là mình cũng muốn làm chơi cái sinh tử chiến này để gọi là làm quen với súng ống ấy. Nên anh em cứ bình tĩnh. Một viên nhá. Nhẹ nhàng một viên ấy. Tại sao cứ nó cứ phải leo lên đấy nhỉ? Để mình lại về mẹ nhìn cái câu không nên nhìn. Địch thì chả nhìn thấy đâu. Mới cả mắt rồi. Này yếu lắm rồi, lên đi. Đây rồi. Ê ơi, nó móc mình. Hiện giờ thì mình, anh em bảo là cho mấy cái nút ý. Nó mờ đi một chút để cho anh em dễ xem. Đây là mình cảm giác nhìn nó, mắt mình thì mẹ như mù đến nơi rồi. Thật ra là nhìn hơi không quen lắm. Ê, nó đến đây. Ơ kìa. Đây. Ôi, lại trúng một viên nữa đây. Mình bị kẹp rồi, hai thằng hai bên anh em ạ. Đâu rồi? Này cái tội mẹ, thả nó đứng im mà mình được mạng rồi. Ui, hai vs ba rồi, không được anh em ơi. Bình tĩnh này, chạy đi bạn. Biết là bạn to tròn đấy nhưng mà cho nó bắn bạn chết đấy. Ôi, đau mẹ, nó thấy mình rồi. Vừa lấy mình còn nghe có một đứa con gái anh em ạ, có một đứa con gái nói ở đây nhưng mà tự nhiên giờ không thấy nói nữa, hay là nó ngại mình ta. Chào bạn, mình là Linh. Ô, thằng kia rơi từ trên xuống, mẹ rơi như chim anh em ạ. Ôi, mình hồi máu rồi. Mới level đầu anh em ạ, không mua được bom keo. Ê, một đây này, còn một này. À, thế còn một, hai thằng góc này. Bo vào rồi, trên cái khúc xương chắc không còn đâu. Ô, này. Ơ, gì đâu. I win that. Né. Ui, thấy không? Được chưa? Anh em lại chê mình gà đi. Né đạn như thánh, mẹ bật như kiểu bật hack rồi đây này. Ơ, thế còn một thằng nữa đâu? Alo? Ơ, một thằng nó trốn đâu rồi anh em ạ? Ô, phải cứ đạn nó rơi từ trên khung xương rồi xuống. Kinh vãi. Hóa ra chị ấy cố thủ ở trên cái xương ạ. Tức là bo nó kẹp chết. Khổ thân. Ok. Đến tới này chúng ta có thể mua súng này. Mua AK là hết bố ấy, hết bố tiền rồi còn đâu. Các bạn, cái bom keo ở đây mình thấy nó rất là lợi. Anh em nên để dành tiền mua nhá, đừng như mình. Mẹ có bao nhiêu tiền là đốt bấy nhiêu. Nên là không mua được giáp mũ gì cả. Rất là mong anh em ủng hộ mình. Các bạn là mình cũng gọi là game gì mình cũng chơi, chứ không phải là mình chuyển sang Free Fire. Nên là nhiều anh em kiểu fan truy kích của mình ấy. Kiểu cứ nhảy lồng lộn hết cả lên. Thỉnh thoảng đổi gió mấy tựa game này hay mà. Em cái game này mình cũng không nghĩ là cái skin súng này nó skin huyền thoại à, nó sẽ tăng sát thương nhá. À đều rồi, thấy một nha. Một thằng này mạnh chưa. Ui,
súng đẹp nó phải khác anh em ạ. AK mà lại. Này con này, mày cứu bạn mày. Xì xin nhẹ hài mạng luôn. Nó định trả thù cho bạn đó anh em. Nhưng mà méo, một khi mình đã cầm AK trong tay. Rồi có cái vấn đề mà bảo anh em kiểu game này nhiều trẻ trâu ấy, thì mình phải nói là game nào cũng có thôi anh em. Nhưng mà cơ bản là do kiểu ý thức để chơi ấy. Đấy. Mà nó xấy chết hai thằng team mình kìa. Ui. Đù, đấy là nó hay đúng không? Đấy là mình, anh em bảo mình đấy là nó hay đi. Nó xấy chết ba thằng team mình luôn đấy. Đấy, nói vậy chứ game này nhiều cao thủ mà. Mình có K6 này. Ok, mình làm thêm quả N94. Mua thêm cái mũ được em ạ. Lần này mình sáng suốt hơn là mình sẽ để tiền mua một cái mũ vinh giáp. Ok nha, thế đi. Ghê thật, phải nói là nhiều anh em bắn rất hay. Mình thằng em mình ấy, nó kém tuổi mình thôi, nó học một cái lớp 5 ấy. Mà hôm trước mình xem nó chơi nhá, em mình zoom vào nó cầm quả shotgun nó vẩy ấy, nó vẩy một phát vào đầu luôn. Mình kiểu bị mắt cho ô một chữ A. Phai thật. Nó biết chơi, đừng đùa anh em, đừng đùa với bọn mấy thanh gọi là gamer Free Fire thực thụ không? Mình chỉ là hàng kiểu hàng fake thôi. Có hai thằng này. Ôi, sao quả N94 này bắn chậm ấy nhỉ? Này, bắn đạn ra chậm vãi luôn ấy. Lần này mình có giáp rồi, có mũ rồi. Không lo. Một thằng. Ê, đam to nhờ. Đây đây, có một thằng nữa đây. Ơ? À? Nào ra đây. Cái gì? Bạn cứu với mình. Không có đấy. Này thì cứu. Cứu với chúng tôi. Gần hết. Ê, trên này mình bắn sung mãi anh em. Còn một nữa, còn 2. Ở đây nó thò, anh em nhìn thấy nó người thò cái người đâu, nhìn đây. Ôi trời ơi. Giấu đầu hở đuôi khổ. Bạn ấy cứ nghĩ là bạn ấy giấu chuồn kỹ lắm rồi, nhưng mà méo anh em bạn vẫn thò hẳn cái đầu to đùng ra. Đâu? À đây đây đây. Ôi mày nó đứng im á. Thằng này vẫn còn đang ngó, thằng này vẫn đang ngó. Mình còn giật mình cơ. Mình cứ tưởng là team mình nó đứng ở đấy nó lút đồ. Ui rồi ôi. À hóa ra bối lút đồ của đồng đội ạ. Chà lắm cơ. Ôi ngon rồi anh em ạ. Đây. Đủ mũ giáp nha, đó súng gống đạn dược. Ok chưa? Full option rồi đấy. Thêm quả bom keo rồi là dự phòng nữa thôi. Cái chỗ cái map này mình hình như mình chưa bao giờ bắn đấy. Có cái thuyền bị đắm à. Ui 22 rồi các bạn, tỷ số ta rất là cân. À đây. Ui hai thằng ở trong cái thùng chết. Ơ kìa, thằng đạn đi đâu vậy? Ôi, thằng đồng đội mình nốc ở giữa mẹ hồ rồi. Ui thằng kia chết đuối rồi các bạn. Ôi thôi, quả này giật lắm. Thompson bắn gần thì mạnh đấy, nó xấy nhanh mà, nhưng mà nó công này, nó công láo này. Nào. Bạn công láo với chúng tôi. Ồ, ba thằng luôn. Ơ còn thằng cuối anh em ơi. Ai à, a à, được nó biết chơi, nó biết đặt bóng keo. Sời. Mình cũng biết đặt. Đùa vậy. Giờ mình hồi máu đấy anh em, hồi máu đấy nhá. Đây là 1v1 nhá, đây là 1v1 này. Căng thẳng. Nó sau cái tấm keo của nó thôi. Bò vào rồi em ơi. Mình phải đi thôi. Ôi lắc. Nào ra đây, thò cái mặt ra. Mày thò mặt ra. Mày chết nào. Ui bắn. Thế mà không chết kìa. Mình yếu, mình bắn nó yếu lắm rồi ấy. Mày nó bắn được, thằng đấy hay, phải nói là thằng đấy hay. Ui, xế thế mà không chết kìa. Hiệp quyết định em ạ. Ui, căng thẳng phết đấy. Bây giờ mình phải thắng được trận này cơ thì mình mới có cơ hội gỡ gạc lại. Nhưng mà anh em thấy hôm nay mình bắn khá hơn đúng không? Còn tiền thì mình phải mua mũ giáp anh ạ. Không thể thiếu được hai món này. Bom keo này. Rồi, đi. Mình cố gắng thắng món này anh em ạ. Chơi súng tủ thôi. Cứ cầm AK thêm một vã này. Nếu em chưa like thì nhớ like ủng hộ mình nha. Và rất là hy vọng là anh em tiếp tục ủng hộ mình. Mình ơ đây. À, công láo này. Ui bình tĩnh. Đó đặt ra mà hồi máu luôn. Mình còn một tấm nữa anh em ạ. Còn một cái bom keo nữa cơ. Ơ bấm chuyển đúng không? Đây này.
Không quen, mình không quen nút lắm. Ô này này. Rồi hai thằng này, hai thằng rồi anh em ơi. Ô đây đây, con. Ui. Thôi xong rồi, mình chủ quan. Mình tưởng mình thôi. Hai thằng nó cùng sấy mình, thế là mình nó bắn. Ma. Thôi xong rồi. 1v2 anh em ạ. Có đấy mình chủ quan, mình không hồi máu. Thế là lại có hai thằng nó kê mình luôn. Ô thằng này nó làm cái gì đây? Nó lại còn. Ôi, nó đặt kín hết cả đường mà anh em này. Cái bom keo này phá được à? Thôi mình mới biết ạ. Toàn rồi ạ. Thôi cố lên bạn. Cả chúng tôi tin bạn. Linh nhọn tin bạn. Ôi rồi xong mẹ vãi cứt ạ. Nó đặt luôn cả cái đường cửa sổ. Thế thì chịu rồi. Ôi thôi. Mày sao? Ok, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi ạ.